Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017, sáng ngày 20 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Vũ Quang khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ hai. Về dự kỳ họp có đồng chí Từ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách huyện Vũ Quang, bà Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, đại biểu Quốc hội, ông Đỗ Khoa Văn, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, bầu cử tại huyện Vũ Quang, các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và các đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phạm Ngọc Tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, tình hình thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, hoạt động của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân. Theo đó, trong năm 2016, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, nên tình hình kinh tế huyện Vũ Quang tiếp tục tăng trưởng, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Huy động vốn đầu tư và thu ngân sách trên địa bàn tăng cao hơn so với những năm trước. Phong trào phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng, xây dựng mô hình cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 1.969 tỷ 774 triệu đồng, bằng 105,8% kế hoạch, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt 12.442 tấn, tăng 8,19% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,95 triệu đồng, tăng 1,89 triệu đồng so với năm 2015. Huyện Vũ Quang cũng đã tăng cường và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ban hành hai đề án về trồng cây ăn quả có múi và đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020. Trong năm, huyện đã có thêm 3 xã Đức Hương và Đức Giang và Sơn Thọ về đích nông thôn mới đúng lộ trình. Toàn huyện đã thành lập mới được 480 mô hình sản xuất các loại, nâng tổng số mô hình lên 1.676 mô hình, cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, thành lập mới và đưa vào hoạt động 21 tổ hợp tác chăn nuôi liên kết quy mô vừa và nhỏ, 5.900 con trên 227 hộ, thành lập mới 16 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực. Toàn huyện đã huy động 244 tỷ 965 triệu đồng. Cũng trong năm qua, công tác kế hoạch tài chính được triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm chú trọng. Lĩnh vực lao động, việc làm, thương binh xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động truyền thanh truyền hình đạt kết quả cao. Huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị thị trấn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thí điểm cấp huyện. Tại kỳ họp đã tiến hành thảo luận tại tổ, thảo luận chung tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Nhìn chung tại phiên thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường, cũng như chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, nhiều đại biểu đưa ra các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, điều mà nhiều cử tri huyện nhà đang quan tâm như vấn đề vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, vấn đề đảm bảo giá trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, không bị tư thương và doanh nghiệp ép giá. Vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản đất, cát, rừng. Bên cạnh đó, các đại biểu bị chất vấn đã trả lời đúng trọng tâm, thỏa mãn yêu cầu người chất vấn, nhất là những vấn đề thiếu sót, tồn tại đã được tiếp thu đầy đủ để khắc phục sửa chữa. Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên họp nội bộ, biểu quyết nhất trí 100% miễn nhiệm chức danh đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Trần Đình Nghị, nguyên trưởng Công an huyện, do thuyên chuyển công tác về Công an tỉnh. Giới thiệu bỏ phiếu ông Hoàng Thanh Huyền, trưởng Công an huyện Vũ Quang, vào chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang khóa 4, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 100% số phiếu. Tại kỳ họp, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đánh giá cao quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đưa ra một số nội dung giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Phạm Hữu Bình cũng đã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.
Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua 4 dự thảo, nghị quyết trên các lĩnh vực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017. Chiều ngày 19 tháng 12, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có Đại tá Lê Ngọc Hương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các thành viên trong đoàn, đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện các ban xây dựng Đảng huyện ủy, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện và Thượng tá Hồ Đăng Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh và thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Quân sự huyện, các đại biểu đã thống nhất cao về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự huyện, nhất là về công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà phát triển. Cùng với đó, Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, giải quyết tốt các vấn đề an sinh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cũng như làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đảng viên trong toàn lực lượng, làm tốt công tác kiểm tra đảng và tổ chức đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế và thống nhất cao dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nêu lên một số ý kiến đóng góp vào dự thảo để thực hiện các nhiệm vụ được tốt hơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Hương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự huyện Vũ Quang, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như chưa xây dựng được khu gia trại chăn nuôi, trồng trọt để đảm bảo hậu cần, tăng đời sống cho cán bộ chiến sĩ, đơn vị. Trong lãnh đạo chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, song so với tiềm năng và lợi thế về cán bộ thì vẫn còn một số hạn chế. Đại tá Lê Ngọc Hương chỉ đạo trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Quang cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng các lực lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là chỗ dựa vững chắc của huyện và nhân dân. Tham mưu tốt cho lãnh đạo huyện thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, nền nếp, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, không ngừng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, nhất là các đồng chí trong cấp ủy, khai thác và sử dụng hiệu quả doanh trại mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các đồng chí trong cấp ủy tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến, nhất là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lê Ngọc Hương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để từ đó bổ sung, chỉnh sửa dự thảo nghị quyết một cách sát đúng, để thực hiện tốt hơn công tác, hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đồng chí Phạm Hữu Bình cũng đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Quang sẽ quyết tâm thực hiện tốt dự thảo nghị quyết đã đề ra. Sáng ngày 23 tháng 12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung của nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì buổi thảo luận. Tại hội nghị thảo luận, đồng chí Phạm Hữu Bình nhấn mạnh, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 của Đảng có tính chất đặc biệt quan trọng, trong đó nghị quyết số 04 NQTV về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết số 05 NQTV về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06 NQTV về hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và học tập. Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung của nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, tại hội nghị lần này các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao tầm quan trọng, sự cần thiết của việc ban hành các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư về những nội dung quan điểm cơ bản trong các nghị quyết, chỉ ra việc nhận diện rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và các nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện.
Đồng thời, các đại biểu cũng tham gia vào các chương trình hành động, thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy để chương trình hành động đảm bảo có tính khả thi và khi thực hiện sẽ đạt kết quả cao, làm cho nghị quyết đi vào cuộc sống. Sau hội nghị thảo luận nghị quyết, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch của cá nhân về kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 12. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Sáng ngày 19 tháng 12, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có các đồng chí Lê Tập, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã thị trấn và hơn 170 đại biểu đại diện cho các tổ chức cơ sở hội trong toàn huyện. Toàn huyện hiện có 12 tổ chức cơ sở hội chữ thập đỏ xã, thị trấn và 38 chi hội cơ quan, trường học với 4.963 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo từ thiện, triển khai tốt các hoạt động, công tác hội và các phong trào mang lại lợi ích thiết thực, nhất là đối với các đối tượng dễ bị tổn thương. Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hội đã kêu gọi quyên góp được 4 tỷ 250 triệu đồng tặng quà cho các đối tượng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ban vận động tiếp nhận 11,3 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo tặng quà cho trên 17.500 lượt đối tượng, cứu trợ 385 thùng đựng gia đình và một số nhu yếu phẩm trị giá 503 triệu đồng. Chương trình Ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ đang phát triển tốt, đến nay đã sinh sản được 59 con bê chuyển giao cho các hộ nghèo khác. Cùng với đó, hội đã hỗ trợ gần 250 triệu đồng xây dựng 5 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Kêu gọi cán bộ, hội viên và nhân dân ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất sóng thần trên 110 triệu đồng. Các hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, công tác vận động nguồn lực và tuyên truyền quyên góp, hỗ trợ nhân đạo cũng được thực hiện đạt kết quả cao. Hội đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, huyện đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ, khám cấp thuốc miễn phí cho 1.250 lượt người, trị giá trên 320 triệu đồng. Cấp 15 chiếc xe lăn xe lắc, tổng trị giá trên 30 triệu đồng, vận động trên 1.500 lượt người hiến máu tình nguyện và thu được 572 đơn vị máu. Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Lê Tập, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện tập trung khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy cao vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đa dạng các hoạt động nhân đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút nhân dân tích cực tham gia từ thiện nhân đạo. Tiếp tục củng cố phát triển hội vững mạnh, quan tâm chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ nhiệt tình, năng động, tranh thủ các chương trình dự án nhân đạo nhằm góp phần giúp đỡ các đối tượng, các gia đình ổn định cuộc sống, xây dựng xã hội ngày càng phát triển. Tại đại hội đã tiến hành bầu 27 đồng chí vào ban chấp hành hội khóa mới, bầu đồng chí Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu 8 đại biểu đi dự đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã được đại hội vinh danh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng đã tặng hoa các đồng chí không tái cử ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện khóa mới. Chiều ngày 17 tháng 12, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú, Phòng Nội vụ huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 60 mở tại huyện Vũ Quang. Dự lễ bế giảng về phía nhà trường có thầy giáo Nguyễn Trọng Tứ, Phó Hiệu trưởng cùng các giảng viên khoa phòng. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Khóa học được khai giảng vào ngày 6 tháng 5 2016 với 68 học viên. Đây là khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, các kỹ năng hành chính nhà nước, một số kỹ năng điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, góp phần giúp học viên hệ thống kiến thức và vận dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhờ làm tốt công tác quản lý của nhà trường, ban tổ chức lớp học và thực hiện nghiêm túc trong giảng dạy, nên phần lớn học viên đã nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, thể hiện tính tự giác trong học tập, rèn luyện.
nhiều học viên đã vươn lên khắc phục điều kiện cá nhân, tham gia học đầy đủ, nghe giảng nghiêm túc, chuẩn bị tài liệu học tập, ôn tập chu đáo, nên kết quả đạt tương đối cao. Kết quả đánh giá xếp loại toàn khóa có 18 học viên đạt loại giỏi, chiếm 24,47%, có 46 học viên đạt loại khá, chiếm 67,65%, và 4 học viên trung bình, chiếm 5,88%. Phát biểu tại lễ bế giảng, thầy giáo Nguyễn Trọng Tứ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, đánh giá cao công tác quản lý, giám sát của ban tổ chức lớp học, tinh thần thái độ học tập của học viên. Đồng chí mong muốn sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng tốt những kiến thức đã được truyền thụ vào thực tiễn công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 23 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành dân số, 26 tháng 12 năm 1961, 26 tháng 12 năm 2016 và tổng kết công tác dân số năm 2016. Dự lễ kỷ niệm có đại diện Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiệu Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban ngành đoàn thể. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngành dân số Việt Nam. Suốt 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của nhà nước, cùng với cả nước, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của huyện mới Vũ Quang đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Quy mô dân số ổn định, giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tuổi thọ trung bình, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng. Nổi bật trong năm 2016, huyện đã triển khai tốt dịch vụ, kế hoạch hóa gia đình, đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình vùng biên giới. Toàn huyện có 484 trẻ được sinh ra, giảm 18 cháu so với năm 2015 và đạt tỷ suất sinh thô là 14,6 phần nghìn, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 8,2 phần nghìn. Tỷ số giới tính khi sinh là 116,8 nam trên 100 nữ. Tổng số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 71 cháu, chiếm tỷ lệ 14,7%, giảm 0,2% so với năm 2015. Các xã có tỷ lệ sinh trên hai con giảm nhanh và ở mức thấp như là Đức Hương 5,8%, Đức Bồng 6,7%, Đức Giang 7,4%. Chất lượng dân số về tầm vóc trí tuệ ngày càng được cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 1%, tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi là 9 phần nghìn. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành dân số trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn của công tác dân số trong thời kỳ mới. Qua đó đề nghị các ban ngành địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục về dân số kế hoạch hóa gia đình với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ, nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng đảm bảo hậu cần dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, hướng tới đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho đối tượng sử dụng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số. Chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bổ dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2016, chiều ngày 22 tháng 12, các đồng chí Nguyễn Điểu Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Hoàng Thanh Huyền, Trưởng Công an huyện, cùng đoàn đã đi chúc mừng, tặng quà các chức sắc, đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Vĩnh Hội, xã Hưng Thọ. Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện luôn sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của vị chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân trong việc chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời ân cần thăm hỏi động viên các chức sắc, chức việc của giáo xứ, họ đạo cùng bà con giáo dân thắt chặt tình đoàn kết lương giáo, đồng hành cùng huyện nhà thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Các đồng chí trong đoàn cũng đã chúc bà con giáo dân đón Noel vui tươi, an lành, hạnh phúc, thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục nêu cao tinh thần kính Chúa yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống bà con giáo dân trong sự phát triển chung về kinh tế xã hội của huyện nhà. Đại diện giáo xứ Vĩnh Hội cũng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện và bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2016. Trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân sẽ nỗ lực cùng với nhân dân huyện nhà phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ bằng nghị lực và ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh Bùi Đình Hà, thôn 5 xã Sơn Thọ đã cùng với gia đình vươn lên xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, trở thành tấm gương tiêu biểu của Hội Cựu Chiến binh huyện. Sinh năm 1971 trong một gia đình thuần nông, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Bùi Đình Hà đã có ý tưởng làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình. Bởi anh vốn là người yêu lao động và khát khao được làm giàu từ vườn đồi. Đúng vào thời điểm đó, nhà nước có chủ trương giao đất giao rừng. Anh đã bàn bạc gia đình đăng ký nhận 5 hectare đất đồi rừng tại khu vực Khe Tròi tại thôn 5 của xã. Lúc bấy giờ, nơi đây là cả một vùng đồi núi cây tạp heo hút, chằng chịt cây tạp, tách biệt với khu dân cư, nên không ít người lắc đầu ngao ngán. Thì hai vợ chồng vô làm ăn kinh tế ở đây, thì nó khó khăn nhiều vấn đề. Cái thứ nhất là về cái kinh tế. Cái kinh tế là cái đó là vợ chồng cũng không có vốn để mà làm. Rồi khó khăn về cái đường xã khi đó thì là nó chưa có. Nhưng một cái nghị lực quyết tâm thì có nghĩa là ở cái thổ nhưỡng của vùng đất quê mình là phù hợp với cái cây ăn quả. Thì anh mới quyết định là về là trồng cây ăn quả. Khó khăn ban đầu là thế. Song bằng quyết tâm và nghị lực của người lính Cụ Hồ, vợ chồng anh ngày khai hoang đổi núi, đào đất lật cỏ, trồng cây, tối nuôi gà, nuôi lợn. Rảnh ra chút nào là anh khăn gói đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trang trại làm ăn hiệu quả ở các địa phương. Cùng với đó được sự quan tâm động viên của các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể, anh được đi tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng cây ăn quả và chăn nuôi, được các ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn. Từ gian khó đi lên, anh đã biến vùng đất hoang sơ năm nào thành trang trại bạt ngàn màu xanh cây trái. Đến nay, anh đã trồng được trên 2.500 gốc cam. Và để giảm bớt chi phí nhân công, anh đã đầu tư trên 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, một công nghệ mới tưới nước cho cây trồng hiện nay. Để lắp đặt cái hệ thống tưới nhỏ giọt á, thì theo anh là cái nó đem lại là cái lợi nhuận cho mình là vừa cày trước hết là cái nhân công. Thì có nghĩa là trong một 2 tiếng đồng hồ đó là anh tưới được hết là 250 gốc. Cái thời gian để cho hắn mà để có thu nhập thì là cũng phải là đòi hỏi là 4 năm. 4 năm rồi đi bắt đầu thì mình gọi là vì có thu nhập. Thì từ khi bắt đầu anh có thu nhập một cái thì chó cảm thấy là chó chủ nó mình cảm thấy là phấn khởi thì là anh lại càng mở mang thêm. Ngoài trồng cây ăn quả, anh Bùi Đình Hà còn nuôi 18 con trâu, bò, 50 con lợn, thịt, lợn rừng và 500 con gà trên một lứa. Từ cây ăn quả và chăn nuôi hàng năm cho gia đình anh thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng. Với số lượng diện tích cây cam như hiện nay, dự kiến trong 2 năm tới, gia đình sẽ thu về trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ trang trại của cựu chiến binh Bùi Đình Hà đã tạo việc làm thường xuyên cho 3 đến 4 lao động và 7 đến 10 lao động thời vụ, với mức lương từ 3 đến 6 triệu đồng trên một tháng. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Bùi Đình Hà còn là người luôn nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cây, con giống, khoa học kỹ thuật cho người dân trong xã. Nhiều hộ gia đình từ khó khăn được anh giúp đỡ, đã biết cách làm giàu vươn lên, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, anh còn là tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn quả, có 10 hộ tham gia với 60 con bò và trên 30 hectare cam. Đây là tổ hợp tác phát triển kinh tế tiêu biểu được huyện Vũ Quang đánh giá rất cao. Mô hình phát triển của ông Trần Đình Hà thì phải nói rằng đấy là ông đặc biệt về ông Trần Đình Hà thì ông Bùi Đình Hà thì thứ nhất là về đặc biệt là ông là sau khi mà rời quân ngũ về ông là được rèn luyện trong môi trường quân đội cho nên sau khi về là không có sự ngại khổ
cho nên ông là vào ở đấy là lập cái trang trại, và trong quá trình làm thì cũng nói thực tế thì cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà với cái bản chất của người lính không sợ ngại khó ngại khổ thì vợ chồng ông là nói chung là tức là đồng cam cùng khổ, là phát triển kinh tế đến hiện bây giờ so với ở đến địa bàn xóm cũng như đối với xã thì đấy là cũng là gọi là một cái mô hình rất điển hình trong cái vấn đề phát triển kinh tế. Kinh tế gia đình phát triển, con cái chăm ngoan học giỏi, cựu chiến binh Bùi Đình Hà đã trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, đang có sức lan tỏa đối với người dân nơi đây. Xin chuyển sang các tin quan trọng khác. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thời gian qua huyện nhà đã chỉ đạo, điều hành một cách quyết liệt, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương. Nhờ đó, trong năm 2016, toàn huyện đã hoàn thành thêm 40 trên 46 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để đạt kết quả trên, Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Vũ Quang, tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, các phòng, ban đơn vị phụ trách các xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã hoàn thành các tiêu chí được giao trong năm 2016, đặc biệt là tại ba xã về đích nông thôn mới. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã vào cuộc một cách quyết liệt, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình thực hiện các phần việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tính đến cuối năm 2016, toàn huyện đã thành lập mới được 480 mô hình sản xuất các loại, nâng tổng số mô hình lên 1.676 mô hình, cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, thành lập mới và đưa vào hoạt động 21 tổ hợp tác chăn nuôi, liên kết quy mô vừa và nhỏ, 5.900 con trên 227 hộ, nâng tổng số tổ hợp tác lên 38 tổ hợp tác, trên 406 hộ, trên 10.400 con, thành lập mới 16 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác hoạt động trên các lĩnh vực. Tổng nguồn vốn đã giải ngân được trên 22 tỷ đồng. Riêng về các tiêu chí, toàn huyện hoàn thành thêm 40 trên 46 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại khối lượng tăng thêm từ 20 đến 30%, nâng mức độ hoàn thành các tiêu chí từ 80 đến 95% so với quy định. Trong đó có 3 xã đã về đích nông thôn mới đúng lộ trình là Sơn Thọ, Đức Hương, Đức Giang. Các xã đã về đích là Hương Minh, Đức Lĩnh, Ân Phú, giữ vững các tiêu chí đã đạt và thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫu. Với kết quả này, huyện Vũ Quang đã và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại. Mục tiêu đến cuối năm 2018 sẽ đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới như nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các tiêu chí, trong đó có tiêu chí giao thông. Để đạt và vượt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho các địa phương, mở chiến dịch ra quân đồng loạt trên địa bàn huyện. Nét nổi bật là các xã thị trấn đã chủ động đăng ký số lượng xi măng đều vượt chỉ tiêu trên giao. Nhờ đó, trong năm qua, toàn huyện đã huy động trên 230.000 ngày công, đạt 139% kế hoạch, phát rẽ trên 360 km, đạt 160% kế hoạch, đào đắp trên 175.000 mét khối, đạt 143% kế hoạch, nạo vét 63.773 mét khối, đạt 2.423% kế hoạch, và huy động được 625 ca máy làm nền đường, và trồng được hơn 6.360 cây xanh. Đặc biệt, nhân dân các địa phương đã triển khai làm mới 6 km kênh mương nội đồng, đạt 85% kế hoạch, 47 km đường giao thông nông thôn, đạt 157% kế hoạch, 30 km rãnh thoát nước, đạt 100% kế hoạch. Song song với triển khai làm đường bê tông, huyện cũng đã chú trọng công tác cắm bổ sung cột mốc, đảm bảo hành lang an toàn giao thông, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, mở rộng mặt đường, nền đường theo tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông trên các tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự tuần này của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn, Vũ Quang là huyện miền núi, đời sống của bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế, nhất là trong vấn đề sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình. Xác định tầm quan trọng của công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình với sự phát triển của xã hội, ổn định chính trị ở địa phương. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình huyện Vũ Quang đã có nhiều giải pháp nhằm giảm mức sinh trên 2 con và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ hơn trong chuyên mục sau đây. Trước đây, khi nói đến Vũ Quang, người ta chỉ biết đến là một huyện miền núi nghèo, có tỷ lệ gia tăng dân số cao nhất của tỉnh. Nhất là tình trạng sinh con thứ ba trở lên ở đây diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, huyện Vũ Quang đã có bước tiến vượt bậc, tỷ lệ sinh con thứ ba giảm rõ rệt, nhận thức của người dân nơi đây đã được nâng lên. Để đạt được kết quả trên là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, đặc biệt là đội ngũ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến cơ sở. Nhìn cuộc sống vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Đăng Hà và chị Lê Thị Thành, người dân thôn Đồn Thượng, xã Đức Liên không khỏi sự vui cùng. Chị là giáo viên, còn anh thì ở nhà làm kinh tế trang trại. Vợ chồng anh chị nhiều năm nay nuôi con một bề là gái. Tuy nhiên, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Gia đình anh chị luôn hạnh phúc khi hai con gái của anh đều chăm ngoan, học giỏi, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Điều đáng quý ở đây là anh Hà luôn động viên vợ nuôi hai con trưởng thành, không có ý định sinh thêm con nữa. Tôi nói thật là từ lúc mà tôi sinh hai cháu mà đều cháu gái thì vợ cái ba nó sinh thêm. Đó là thật, không phải giấu gì, nhưng tôi nói không. Thì con gì là con, cho nên mình phải chăm cho con có sức khỏe. Nên là bay về con đi đến chốn. Đó là nguyện vọng của tôi. Thì nói chung thì con cái thì tôi chăm sóc nói chung cũng tương đối. Xác định công tác truyền thông giữ vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Vũ Quang đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, chính quyền các xã thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Đặc biệt, trung tâm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, giao chỉ tiêu và đánh giá từng địa phương dựa theo chỉ số vi phạm pháp lệnh dân số. Cùng với đó, triển khai các giải pháp tích cực nhằm thực hiện đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Là địa phương về đích nông thôn mới năm 2016, cùng với tập trung hoàn thành các tiêu chí, xã Đức Hương xem chỉ tiêu về phát triển dân số cũng như hạn chế tình trạng sinh con thứ ba là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần không nhỏ trong chỉ tiêu đánh giá tiêu chí văn hóa. Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền địa phương nơi đây đã vào cuộc một cách quyết liệt. Đội ngũ làm công tác dân số đã tham mưu cho chính quyền ra các chỉ thị, nghị quyết thực hiện. Đồng thời, từng cộng tác viên dân số đã bám nắm địa bàn, sâu sát thôn xóm. Với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, nắm rõ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là các gia đình sinh con một bề là gái để tuyên truyền vận động, hướng dẫn các biện pháp tránh thai hiệu quả. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, tình trạng vi phạm chính sách dân số giảm đáng kể. Đây là một tín hiệu đáng mừng, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc đánh giá Đức Hương hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016. Để nhờ các làm tổ công tác tuyên truyền vận động và cái sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy chính quyền, của công tác viên dân số cũng như công tác viên của chị em ở dưới thôn bản, thì năm qua đã hạ tỷ lệ mức sinh là đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ sinh con thứ ba chỉ có 6,29% và giảm 12% so với năm 2015. Thế nên làm tổ công tác tuyên truyền cũng như cái sự vào cuộc của cả cái hệ thống, cho nên là cái công tác này tốt, và chúng tôi cũng gắn với như vậy là hội Liên hiệp Phụ nữ xã để giảm cái tỷ lệ này, và đây cũng một cái tiêu chí để phấn đấu của chị em và cũng là đạt thi đua khen thưởng cuối năm, cho nên là xã nhà đã làm được cái vấn đề này. Có thể khẳng định rằng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có nhiều giải pháp tích cực phù hợp nên đến nay công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở huyện Vũ Quang đã từng bước đi vào chiều sâu. Hàng năm huyện đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo về công tác dân số. Tiến hành hội nghị đánh giá tình hình hoạt động đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động để công tác dân số đạt hiệu quả cao hơn. Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh và tăng cường công tác truyền thông, nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại cộng đồng, trong trường học. Nội dung truyền thông tập trung đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe tiền hôn nhân, thực trạng và hậu quả của việc phá thai. Bên cạnh đó, các trạm y tế các xã đã thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu, cung cấp sản phẩm truyền thông cho nhóm đối tượng chính là bà mẹ mang thai,
theo dõi, tư vấn, giúp đỡ các trường hợp được xác định là có nguy cơ cao, bệnh lý, hỗ trợ chuyển tuyến. Vì vậy, chất lượng dân số được nâng lên. Hàng năm tôi cũng đi thực hiện, đi nói chuyện chuyên đề ở dưới các thôn xóm. Thứ nhất là các chuyên đề về dân số, kế hoạch gia đình và chuyên đề về đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Vì cái chủ đề này là cũng đang một cái chủ đề nóng, cho nên là tôi cũng nhận thấy được điều đó. Thì tôi cũng trực tiếp tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền để lập kế hoạch và trực tiếp ở dưới thôn xóm cùng với công tác viên thôn xóm để đi trực tiếp dưới thôn xóm để tuyên truyền, vận động và nói chuyện về bà con cho các đối tượng hiểu. Và ngoài ra thì hàng năm thì cũng có các đợt chiến dịch, thì tôi cũng là tuyên truyền vận động các đối tượng đến khám siêu âm đặt vòng, và cái chính sách này thì cũng được hỗ trợ cho hỗ trợ miễn phí cho các đối tượng, cho đến hàng năm có cái các chiến dịch thì là các đối tượng cũng đến tham gia khám và thực hiện khá đông đủ. Nhờ ngày càng được tăng cường cụ thể hóa các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình, qua công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là nội dung quan trọng của địa phương, thông qua việc thường xuyên giám sát, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án về dân số. Nhờ đó kết quả thực hiện chỉ tiêu của năm sau cao hơn năm trước, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Nổi bật trong năm 2016, số trẻ sinh ra là 484 cháu, giảm 18 cháu so với năm 2015 và đạt tỷ suất sinh thô là 14,6 phần nghìn, giảm 1 phần nghìn so với năm 2015. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 8,2 phần nghìn. Tỷ số giới tính khi sinh là 116,8 nam trên 100 nữ. Tổng số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 71 cháu, chiếm tỷ lệ 14,7%, giảm 0,2% so với năm 2015. Các xã có tỷ lệ sinh trên 2 con giảm nhanh và ở mức thấp như là Đức Hương 5,8%, Đức Bồng 6,7%, Đức Giang 7,4%, Hương Minh 8,1%. Chất lượng dân số về tầm vóc, trí tuệ ngày càng được cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm 1%, tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi là 9 phần nghìn, tăng 1 điểm phần nghìn so với năm 2015. Hiện nay chị đã có 2 cháu lớn rồi, chị muốn sinh tên cháu thứ 3, chị đến đây để đặt vòng thì nuôi 2 cháu ăn học thì nhớ đến chốn. Gia đình chị thì là đang có 2 cháu cháu gái, nhưng mà gia đình chị là cũng nghĩ là con gì cũng được cả. Con trai con gái gì được, cho nên là dừng lại ở 2 con. Nữ tập trung vô là để nuôi dạy mình răng để cho 2 cháu ngoan, khỏe, tạo mọi điều kiện để cho con học hành thì cho đến nơi đến chốn cho bằng con cái người ta là được. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở huyện Vũ Quang vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Một số chỉ tiêu vẫn không thể đạt so với kế hoạch trong suốt giai đoạn, đó là tỷ suất sinh giảm chậm và vẫn còn ở mức cao. Tỷ lệ sinh trên 2 con đã giảm, song số cán bộ vi phạm chính sách dân số sinh trên 2 con lại tăng lên. Đặc biệt, tỷ số giới tính khi sinh đang tăng cao trở lại với biến động khó lường, khó kiểm soát. Công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai, quán triệt các văn bản ở một số địa phương đơn vị còn chậm. Cùng với đó, các chế tài thưởng phạt về vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình chưa nghiêm. Hệ thống y tế đã được nâng cấp, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn ở mức cao, chiếm 12,84%. Chất lượng dân số chậm được cải thiện. Với những khó khăn, thử thách trên, đòi hỏi việc nâng cao chất lượng dân số cần là ưu tiên hàng đầu của chiến lược dân số của huyện Vũ Quang trong giai đoạn hiện nay. Cái việc duy trì được cái quy mô dân số ổn định rồi, giảm sinh rồi, thì tiếp tục có những cái chương trình, có những cái giải pháp để mà giảm sinh bền vững hơn nữa. Đặc biệt là giảm cái tỷ lệ sinh trên 2 con. Thì để thực hiện những cái nội dung đó, thì bên cạnh công tác tuyên truyền, thì về các cái chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số rồi, thì chúng tôi cũng tham mưu với các cái cơ quan chức năng về việc là xử lý triệt để những cái trường hợp cán bộ đảng viên mà không gương mẫu mà có cái vi phạm chính sách dân số. Với mục tiêu phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển dân số, thời gian tới huyện Vũ Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình đến với người dân, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời thực hiện thành công chiến lược quốc gia
chuyển hướng từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Chuyên mục vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Vũ Quang, địa chỉ vuquang.hatinh.gov.vn. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm mở ra theo dõi.